Hello, chào mừng anh chị và các bạn đến với channel Things Around USA với chủ đề chia sẻ và trao đổi về kinh tế, kỹ thuật và kinh nghiệm để cho cuộc sống ngày càng vui vẻ và tốt đẹp hơn. Ngoài ra, những tin tức từ channel gửi đến chị và các bạn không dựa trên ý thức cá nhân mà dựa trên những sự thật đã và đang xảy ra. Có nhiều bạn và anh chị gửi câu hỏi về hỏi là người Việt có nên kết hôn với người Mỹ hay không? Thì đây là một chủ đề rất nhạy cảm. Và xin mời anh chị và các bạn cùng theo dõi. Ok, trước khi mình đi sâu vào cái chủ đề của ngày hôm nay là người Việt có nên kết hôn với người Mỹ hay không, thì mình muốn nhấn mạnh một điểm là những tin tức mà từ channel gửi đến cho anh chị các bạn ngày hôm nay thì không áp dụng cho những người Việt sinh ra và lớn lên tại nước Mỹ. Tại vì họ đã quen với cái phong tục tập quán của người Mỹ rồi. Thì cuộc sống của người Mỹ có khác biệt gì với cuộc sống của người Việt Nam hay không? Thì câu trả lời là hoàn toàn khác biệt. Họ khác biệt từ phong tục tập quán, ngôn ngữ, cách sinh hoạt xã hội, cách sinh hoạt gia đình, cách giao tiếp và cách ăn mặc hoàn toàn khác biệt người Việt Nam. Người Mỹ mình muốn nói đây là người Mỹ trắng nha anh chị các bạn. Người Mỹ đã được sinh ra và lớn lên trong cái một nước có nền kinh tế và văn hóa vững mạnh lâu dài, và hầu như họ không còn quan tâm tới vấn đề cơm áo và tiền nữa. Cuộc sống gia đình của người Mỹ thì họ sống rất phóng khoáng và những người con cái của họ đến tuổi 18 phải ra riêng và tự lập. Ngoài ra thì anh chị và các bạn cũng đã xem qua rất là nhiều tin tức từ báo chí, TV và mạng về cái sự xung đột giữa người da đen và người da trắng đã xảy ra hàng trăm năm qua và vẫn mạnh mẽ dẫn đến hiện tại. Thì cái đây mình muốn liên quan đến vấn đề COVID-19. COVID-19 là cái dịch mà xuất phát từ nước Trung Quốc và đã lan tràn mạnh mẽ trên khắp thế giới. Cũng vì lý do này thì nó cũng đã ảnh hưởng nặng nề đến nước Mỹ. Thì những người Mỹ này họ cũng có căm thù người châu Á. Sau đó thì nước Mỹ đã ban ra một cái điều luật đó là những người nào mà căm thù người châu Á là đây một cái tội. Nhưng mà vấn đề này vẫn chưa dừng lại ở đây. Họ vẫn căm thù và hành hung những người châu Á ở trên đường lộ, siêu thị. Và những người châu Á này có thể nhiều khi bị thiệt hại, bị thương tích rất là trầm trọng và thậm chí dẫn đến thiệt mạng nữa. Thì thuận ở đây thì mình cũng kêu gọi người châu Á trên thế giới và đặc biệt là người Việt Nam ở hải ngoại hãy đoàn kết lẫn nhau và nói lên tiếng nói của mình, bảo vệ người Việt Nam lẫn nhau. Nếu mà mình không bảo vệ và đoàn kết thì không ai bảo vệ cho mình hết. Cái đó thì mình muốn trả lời cho cái vấn đề người Việt có nên kết hôn với người Mỹ hay không. Thì một người Mỹ trắng mà họ có ý định kết hôn với một người Mỹ thì anh chị và các bạn nên đặt câu hỏi là tại sao. Sau đây là những lý do mà người Mỹ có định kết hôn với người Việt Nam. Thứ nhất là họ xuất phát từ một cái gia đình nghèo. Họ không học thức hay là trình độ học thức của họ rất là kém. Thậm chí là họ chỉ có một cái bằng cấp của trung học mà thôi. Và họ làm những công việc bình thường, thu nhập rất là thấp. Họ ở những cái nơi nhà mướn hoặc chung cư mà rẻ tiền và không được an toàn. Thì đối với cái hoàn cảnh của cái người Mỹ này thì họ để mà cưới cái vợ của người Mỹ trắng thì hầu như cơ hội rất mỏng manh và có thể là không xảy ra. Vì lý do này thì họ mới quay sang để có ý định là cưới vợ với người Việt Nam. Thì sau khi cưới vợ của người Việt Nam thì nó có những cái vấn đề khác xảy ra. Vấn đề quan trọng mà xảy ra giữa người Mỹ và Việt Nam là về ngôn ngữ. Ngôn ngữ của người Mỹ thì rất là thẳng thắn. Có thể nói là khi họ nói yes là có, còn no là không. Nó khác biệt với người Việt Nam là người Việt Nam mà thích chia sẻ và tâm sự giữa gia đình con cái lẫn nhau. Còn người Mỹ thì họ sống tự lập đã lâu rồi,
thì cái bản thân của họ rất là quan trọng tất cả. Người Mỹ thì họ rất là sòng phẳng, tiền của vợ thì vợ xài, tiền của chồng thì chồng xài. Khi hai vợ chồng đi ra ngoài ăn uống với nhau thì cả hai đều phải trả tiền. Ngoài ra thì về cái sinh hoạt gia đình và con cái thì đó đây là những cái nhiệm vụ của hai vợ chồng thì cả hai vợ chồng đều phải chi. Người Mỹ ở hải ngoại vẫn còn giữ khoảng cách xa lạ đối với người Việt Nam. Khi mà dùng cái chữ xa khoảng cách xa lạ thì để cho tế nhị, nhưng mà nói thật ra là họ không muốn lui đến những cái khu thương mại của người Việt Nam ở hải ngoại. Người Việt Nam ở hải ngoại thì thường lui đến những cái nơi ăn chơi giải trí, những cái siêu thị và những cái nhà hàng của người Mỹ. Đây là cái vấn đề bình thường và cũng là cái sinh hoạt hàng ngày của người Việt Nam ở hải ngoại. Ngoài ra thì người Việt Nam ở hải ngoại cũng có những khu thương mại rất là sầm uất, mới mẻ, khang trang, và những cái nhà hàng rất là sang trọng. Nhưng mà người Mỹ không bao giờ lui tới những nơi thương mại của người Việt Nam. Thỉnh thoảng thì các bạn có thể bắt gặp được một vài người Mỹ xuất hiện ở nơi thương mại, những khu thương mại của người Việt Nam, vì những lý do như sau. Thứ nhất là họ muốn tìm tòi cái phong tục tập quán của người Việt Nam, hoặc là tìm tòi những cái món ẩm thực của người Việt Nam, hay là họ có thể là chán những cái khu của người Mỹ và họ tìm những cách mới mẻ hơn. Và đây là những cái lời chia sẻ từ channel gửi đến như cho anh chị và các bạn. Thì hy vọng đến đây thì anh chị và các bạn cũng có thể rút ra được cái câu trả lời. Và cũng đừng quên là bấm nút subscribe và chia sẻ để nhận được những cái video kế tiếp mới mẻ hơn và phong phú hơn. Xin chào tạm biệt và hẹn anh chị và các bạn vào một cái video kế tiếp.